chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chiều 1 tháng 1, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA báo cáo nhiều trận động đất ở bờ biển tỉnh Ishikawa và các tỉnh giáp danh. Một trong số những trận động đất mạnh nhất có cường độ lên tới 7,5. Hơn 36.000 ngôi nhà ở tỉnh Ishikawa và tỉnh Toyama bị mất điện sau trận động đất. Đài truyền hình NHK cũng ghi lại cảnh một số tòa nhà sụp đổ ở Ishikawa và cơn địa chấn làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo. Quân đội đã được điều động đến cứu người mắc kẹt sau khi hàng chục ngôi nhà bị sập. Chính quyền nước này đã đưa ra cảnh báo sóng thần lớn tại tỉnh Ishikawa nhưng đã hạ cấp sau đó và các cảnh báo cấp thấp hơn cho các địa phương ven bờ biển đảo Honshu, bao gồm tỉnh Ishikawa, Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui và Hyogo. Sau động đất, theo đài NHK, sóng thần cao hơn 1,2 m đã ập vào thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa. Thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa chứng kiến sóng thần cao 90 cm, ở thành phố Toyama, tỉnh Toyama là 80 cm, thành phố Sakata, tỉnh Yamagata là 80 cm. NHK cảnh báo các đợt sóng thần sau sẽ cao hơn và có thể cao tới 5 m. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sẽ còn động đất mạnh trong khu vực vào những ngày tới. Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng và những người ở trong các khu vực có cảnh báo sóng thần nhanh chóng sơ tán. Trước đó, một trận động đất lớn với cường độ 7,6 đã tấn công miền Trung Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1, dẫn đến cảnh báo sóng thần và người dân được khuyến cáo sơ tán. Trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ giờ địa phương và đủ mạnh để có thể cảm nhận được tới tận Tokyo. Hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại và thương vong. Đài truyền hình NHK đưa tin, một cơn sóng thần cao khoảng 1 mét đã tấn công các khu vực bờ biển dọc biển Nhật Bản và dự kiến sẽ còn đợt sóng lớn hơn. Theo Reuters, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh ven biển phía Tây gồm Ishikawa, Niigata và Toyama. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, cho đến nay chưa có bất thường nào xảy ra ở bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào sau trận động đất. Ông cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra mức độ thiệt hại sau trận động đất gây ra và hợp tác với chính quyền địa phương. Ông Hayashi cũng cảnh báo người dân chuẩn bị cho những trận động đất tiếp theo có thể xảy ra. Trong khi đó, công ty điện lực Hokuriku cho biết hơn 36.000 ngôi nhà ở Ishikawa và Toyama bị mất điện sau trận động đất. Đài truyền hình NHK cũng ghi lại cảnh một tòa nhà sụp đổ ở Ishikawa và cơn địa chấn làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết không có bất thường nào được xác nhận tại các nhà máy điện hạt nhân dọc biển Nhật Bản, bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của công ty điện lực Kansai Electric Power ở tỉnh Fukui. Cho đến thời điểm hiện tại, thế giới không thể nào quên thảm họa kép kinh hoàng xảy ra lúc hơn 14 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản. Đúng 14 giờ 46 phút theo giờ địa phương, đại địa chấn Honshu độ lớn 9,1 khởi phát ngoài khơi hòn đảo Honshu ở phía đông bắc nước này, gây ra sóng thần cao đến 40 m ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Theo thống kê chính thức, 15.899 người đã thiệt mạng với 2.572 người vẫn mất tích và được cho là đã chết, trên 6.000 người bị thương, nhiều thị trấn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm gần bờ biển, sóng thần tấn công đã làm hỏng hoàn toàn các hệ thống làm mát thanh nhiên liệu hạt nhân, gây ra thảm họa nghiêm trọng, khiến các vùng dân cư xung quanh bị nhiễm phóng xạ. Nhiều nơi 10 năm sau, con người vẫn chưa thể sinh sống trở lại. Theo sau hàng loạt trận động đất chiều ngày 1 tháng 1, cũng như cảnh báo sóng thần và yêu cầu sơ tán ở Nhật Bản, các nước lân cận đồng thời đưa ra cảnh báo sóng thần. Hai nước Nga và Triều Tiên đề phòng khả năng xảy ra sóng thần tại nước mình sau trận động đất mạnh 7,5 độ ngoài khơi vùng Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Theo hãng tin Reuters, ngày 1 tháng 1, hệ thống cấp cứu ở đảo Sakhalin, Nga, nằm gần Nhật Bản đã ra cảnh báo sóng thần vào cùng ngày. Theo đó, vùng bờ Tây của hòn đảo có thể bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Cảnh báo sóng thần cũng được phát tại vùng Primorsky và Khabarovsk, trong đó đợt sóng cao nhất có thể đạt mức 1,2 m. Chính quyền thành phố Vladivostok, vùng liên bang Viễn Đông, Nga cũng đưa ra cảnh báo và yêu cầu ngư dân ngay lập tức trở về bờ. Cùng lúc, Triều Tiên phát cảnh báo sóng thần ở bờ biển phía đông. Theo hãng tin Yonhap, trích dẫn đài vô tuyến quốc gia Triều Tiên, nhiều đợt sóng cao tới 2,08 m có thể sẽ ập vào bờ biển nước này.
Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hàn Quốc cảnh báo mực nước dâng ở vùng biển phía đông, đồng thời thông báo cơn sóng thần đầu tiên đã đến bờ biển nước này vào lúc tối 1 tháng 1 với độ cao 45cm. Theo cơ quan này, tuy cơn sóng thần này nhỏ, những đợt sóng thần sau có thể cao hơn và kéo dài hơn 24 tiếng. Bộ Nội vụ và Bộ An toàn Hàn Quốc cho hay, chính quyền thành phố Samcheok, tỉnh Gangwon thuộc bờ biển phía đông đã thúc giục người dân di tản đến vùng có địa hình cao hơn hoặc tầng cao nhất của các tòa nhà lân cận nhanh nhất có thể. Tỉnh Gangwon cũng báo động đến người dân tại 6 thành phố và đô thị duyên hải trực thuộc yêu cầu nhanh chóng sơ tán. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết, mực nước biển ở một số khu vực thuộc tỉnh Gangwon trên bờ biển phía đông có thể dâng cao sau trận động đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19 tháng 12 yêu cầu nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cấp độ 6,2 tại tỉnh Cam Túc. Ông Tập Cận Bình cũng chỉ thị chính quyền các địa phương kịp thời cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân bị thương, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và diễn biến thời tiết để đề phòng thiên tai thứ cấp. Chủ tịch Trung Quốc cũng yêu cầu phân bổ hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông và sưởi ấm, cũng như sắp xếp chỗ ở thích hợp cho những người bị ảnh hưởng, bảo đảm nhu cầu cơ bản của họ. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC, trận động đất trên xảy ra vào gần nửa đêm 18 tháng 12 với tâm chấn sâu 10 km ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc. Ít nhất 105 người thiệt mạng tại tỉnh Cam Túc và 13 người thiệt mạng tại tỉnh Thanh Hải. Ngoài ra, động đất còn khiến hàng trăm người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng như điện, nước, thông tin liên lạc bị hư hại. Quốc vụ viên Trung Quốc cử một nhóm công tác đến vùng thảm họa để hướng dẫn cứu trợ. Trong khi đó, chính quyền các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải tổ chức ngay hoạt động cứu trợ và phân bổ khẩn cấp các vật dụng như trại và giường gấp. Ngoài ra, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ cho hai tỉnh này để hỗ trợ công tác cứu hộ. Theo Tân Hoa Xã, Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc thông báo khoảng 88,36% hộ gia đình tại huyện Tích Thạch Sơn đã có điện trở lại. Ngoài ra, ít nhất 111.500 vật dụng cứu trợ được chuyển tới các chính quyền địa phương để hỗ trợ nhu cầu cơ bản của người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết mạng lưới đường bộ xung quanh tâm chấn vẫn hoạt động bình thường. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, nỗ lực cứu hộ gặp không ít thách thức trong bối cảnh phần lớn Trung Quốc đang phải vật lộn với nhiệt độ dưới 0 độ C khi một đợt sóng lạnh cực đoan quét qua nước này. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, động đất đã phá hủy 155.000 căn nhà, buộc người dân phải tháo chạy ra đường trong tiết trời giá rét. Trên 1.500 nhân viên ứng phó khẩn cấp đang tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn tại những nơi xảy ra thảm họa. Trận động đất xảy ra ở huyện Tích Thạch Sơn, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc vào 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12 giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS thông báo tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu EMSC xác định trận động đất ở mức 6,1 độ trong khu vực nêu trên. Trận động đất nằm ở độ sâu 35 km và tâm của nó cách khu vực Lan Châu của Trung Quốc 102 km về phía Tây, Tây Nam. Một số khu vực ở tỉnh Cam Túc cũng như tỉnh Thanh Hải lân cận rung chuyển mạnh khiến nhiều người dân chạy ra đường sau trận động đất. Động đất gây thiệt hại đáng kể tại tâm chấn và khu vực xung quanh. Nhiều ngôi nhà cùng hạ tầng điện, nước, đường xá bị hư hại. Trần nhà rơi và các mảnh vụn khác nằm rải rác trên đường có thể được nhìn thấy trong các video mà người dân địa phương đăng trên mạng xã hội. Theo trang tin Guancha, tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 12 giờ địa phương, tổng cộng 275 dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó, 9 dư chấn có cường độ 3 độ Richter trở lên, điện nước bị cắt ở một số ngôi làng. Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành. Theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp ngay sau khi trận động đất xảy ra, quan chức địa phương đã cử lực lượng quản lý tình trạng khẩn cấp và cứu hộ đến khu vực chịu ảnh hưởng. Nhiệt độ tại khu vực đang giảm sâu xuống dưới 0 độ C ở hầu khắp miền Bắc Trung Quốc. Nhiều cư dân tại khu vực động đất sưởi ấm bằng lửa trong lúc nhân viên cứu hộ dựng lều. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!